Theo thông tin từ một tư vấn bán hàng Toyota tại thành phố Hồ Chí Minh, đại lý đã nhận đặt cọc mẫu Hilux mới. Người này cho biết có thể có 4 phiên bản với các cấu hình số sàn 1 cầu, số sàn 2 cầu, số tự động 1 cầu và số tự động 2 cầu, cùng mức giá dự kiến tương ứng lần lượt là 740 triệu, 910 triệu, 800 triệu và 1,05 tỷ đồng. Xe sẽ được bàn giao trong quý 1/2023. Không chỉ có một đại lý tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều đại lý ở các tỉnh thành khác cũng đã nhận đặt cọc Toyota Hilux 2023. Mức giá dự kiến được đưa ra cũng giống nhau. Nếu được bán với đúng giá này, Toyota Hilux sẽ là xe bán tải có giá đắt đỏ nhất phân khúc. Hiện tại, đối thủ Ford Ranger có giá cao nhất 965 triệu đồng. Giá cao nhất của Nissan Navara là 970 triệu đồng. Đại lý chưa tiết lộ nhiều thông tin cụ thể hơn về Toyota Hilux 2023. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là bản thay đổi nhẹ về trang bị chứ chưa một bản nâng cấp lớn. Theo thông tin ban đầu từ tư vấn bán hàng đại lý, Hilux mới vẫn giữ thiết kế như cũ nhưng có thể sẽ không còn màu sơn cam đặc trưng trước đây nữa mà sẽ có màu mới là ghi đồng và nâu. Ở bên trong, xe có thêm điều hòa tự động hai vùng kèm cửa gió sau trên phiên bản cao cấp nhất. Động cơ 2.8 diesel được cải tiến, đạt tiêu chuẩn Euro 5. Hệ thống treo trên Hilux mới cũng được tinh chỉnh tốt hơn. Xét về trang bị, Hilux trước đây gần như không thua kém vua doanh số Ranger là bao. Với thiết kế hiện đại, hệ thống giải trí cao cấp với màn hình hỗ trợ Apple CarPlay, âm thanh JBL cho đến động cơ mạnh trên 200 mã lực hay gói an toàn Safety Sense. Song, đến thời điểm này, Ranger đã trở nên vượt trội hẳn với nhiều đồ chơi hấp dẫn hơn, như màn hình điện tử sau vô lăng, màn hình trung tâm lớn, đèn chiếu sáng LED ma trận, phanh đỗ điện tử và các chế độ vận hành địa hình. Xét về doanh số, với việc gián đoạn trong quá trình nhập khẩu, chỉ có 10 chiếc Hilux được bán ra từ đầu năm tới nay. Trong khi đó, doanh số Ranger trong 10 tháng đầu năm lên tới hơn 12.000 xe.